Quen quá. Quốc Thuận đúng không? Hùng Thuận nè. Giỡn mặt à? Giỡn mặt à? Dạ dạ em chào anh. Tôi là ba mưa nắng nghe chưa? Dạ dạ dạ. Quốc Thuận đúng không? Dạ không, em là Hùng Thuận à. Hùng Thuận đúng rồi. Dạ anh đóng mới là Quốc phim Đất Phương Nam. Dạ đúng rồi. Trời ơi vui quá trời ơi. Dạ dạ. Hãy nghe nè. Dạ em chào. Hôm nay là đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đúng không? Dạ. Tất cả những ngôi sao khi mà tham gia chương trình này đều phải bước qua cái động của tôi. Tim đập quá tôi. Đó. Để mà nhờ mang một cái món đồ về hỗ trợ cho những người bạn của mình. Dạ. Chắc chắn em tới đây cũng muốn tôi hỗ trợ cho em. Dạ, đúng không? Đúng rồi anh. Và đây tiệm tạp hóa của 30 nắng cái gì cũng có. Dạ. Yeah. Thiếu món nào? Dạ à, chắc em xin ba trái cà và một dĩa nấm ạ. Không. Dạ làm sao vậy? Chỉ được một món mà thôi. À, 30 dạ. Nắng này không có bán buôn, chỉ có tặng mà thôi. Tặng luôn thích anh. Là tặng. Yeah. Dạ. Đây cà chua và nấm. Dạ. Em chọn đi, em chọn cái nào? Chà khó quá. Chỉ chọn một trong hai. Thí dụ như người ta nói Quốc Thuận và Hồng Thuận đều đẹp trai là không đúng. À. Chỉ có một Thuận đẹp trai thôi. Dạ dạ. Thấy chưa? Và tôi biết chắc chắn đó là Quốc Thuận. Dạ. Đúng không? Dạ dạ dạ. Em dám nói của Hồng Thuận đẹp không? Dạ không dám nói đâu anh. Dạ. Sao món nào? Dạ chắc em chọn cà chua ạ. Cà chua. Dạ. Được. Nhưng trước khi lấy cái dĩa cà chua này, dạ, Hồng Thuận phải vượt qua một thử thách của 30 nắng. Dạ được anh. Sao dạ? Hay lắm đúng không? Dạ. Nhảy đẹp lắm đúng không? Cũng được. Dạ. Phải không? Dạ. Vậy thử thách của tôi yêu cầu đó chính là hít đất. Hít đất cũng bình thường. Bạn hãy hít đất 10 cái cho tôi. Dạ. Thử đi. Dạ. Dạ đúng nếu mà 10 cái. Dạ nhớ 10 cái thì dễ. Đi. Dạ. Tôi để trái cà lên đây. Hả? Hít làm sao mà không rớt trái cà mới được. Nghe chưa? Dạ rồi. Rớt trái cà là coi như không vượt qua thử thách. Dạ rồi. Nào 10 cái bắt đầu. Coi chừng rớt nha. À, rồi xong. Tôi cho bạn thêm một ân huệ nữa. Dạ dạ dạ. Nhớ chắc nha. Anh để trái cà nó ở chỗ nào mà nó để ở đây đi. Đó. Dạ. Đó. Rồi 1 2 3 đều thôi. 4 nhẹ nhàng thôi. 5 6 7 8 9 còn một cái nữa thôi. 10 cái nữa. 10. Rồi xong xôi. Được. Như vậy là Hùng Thuận đã vượt qua được thử thách. Dạ. Đây, ba trái cà này thuộc về của em. Dạ, em xin cảm chúc ơn. Chúc em sẽ về hỗ trợ cho những người bạn của mình vượt qua tất cả những thử thách của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và chinh phục ngôi sao Hùng Thuận. Dạ. Chào tạm biệt. Dạ xin chào ông chủ động tập quá. Ơ quên, tiệm tập quá. Ôi dễ thương quá, đẹp quá. Em là cô 35 năm, 22 tuổi. Bây giờ nè, qua đây muốn mang vật gì về cho hai người bạn hâm mộ của mình? Em món mượn gì? Là chai giấm. Chai giấm đúng không? Và chai nước mắm nhỉ. Chai giấm với chai nước mắm đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ muốn lấy món này phải trải qua một thử thách của 30 nắng. Bây giờ, bên trong đây có rất là nhiều món đồ vật. Nhiệm vụ của Lâm Khánh Chi vượt qua thử thách là gì? Là hãy thò tay vào trong đây, mò từng món ra. Em chụp được món nào thì phải hô cái tên món đó và giơ lên. Chỉ cần mò hai món thôi. 1 2 3 mò. Cái gì mà nó cứng gì? Cái này là cái trái bánh cục. Củ tỏi. Sai. Tiếp tục. Cái này là gì? Chai nước mắm. Yeah. Một món món nữa. Cái củ gì vậy? Củ cà rốt. Yeah. Chúc mừng Diên người đẹp Lâm Khánh Chi. Và xin thay mặt cho tiệm tạp hóa 30 nắng gửi tặng cho, đừng có quay quá chóng mặt nha, tặng cho cô 35 răm một chai dầu giấm và một chai nước mắm nhỉ. Hai mình sơ viên tắm đi. Rồi chúc cô 35 răm về vui vẻ nha. Mời cô dừng bước dừng tay để em mua hàng chung em. Mua hàng hết lời rồi. Em chào chị 30 nắng. Em là Châu. Em sao cưng? Dạ em xin mấy trái cà chua chị. Chị sẽ thử thách em. Em vượt qua thử thách này thì em sẽ lấy mấy trái cà chua của chị. Thử thách dễ không chị? Giờ biết ca cải lương không? Cải lương. Rồi biết không? Em sẽ cố gắng. Thôi giờ mình hò đi ha. Hò. Ờ. À. Em biết rồi. Sống dài cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ. Hò. Phải duyên chồng vợ ngàn năm em vẫn chờ. Wow.
Rồi. Trời ơi, thật sự chị đã hò hay như vậy rồi, em mà hò nữa thì sẽ làm mất đi cái phần hay chị vừa mới hò. Chính xác rồi. Em rất cảm ơn vì hôm nay chị đã cho em nghe một câu hò tuyệt vời như vậy. Và trái cà chua này em xin phép được nhận. Cảm ơn chị rất nhiều. Đâu có dễ dàng gì cưng. Em phải hò. Trời ơi. Mà miễn sao em hò được. Hò. Sông dài cá lội biệt tâm. Sông dài cá lội biệt tâm. Hò. Phải duyên chồng vợ. Cho dạ. Em xin ba trái cà chua. Được duyên. Cái này chị duyệt. Chị xin tặng em ba trái cà chua này mang về cho hai bạn. Dạ em cảm ơn chị. Chị ba. Trời ơi nghe tin Dương Ngọc Thái tới. Dạ. Trời đất ơi chị ái mộ em lắm cưng ơi. Dạ vậy hả. Trời, vậy là em mừng quá. Cho chị xin hình Trương Minh Quốc Thái đi cưng. Trời ơi. Bây giờ em cần một cái món mà nhà bếp của em thiếu, đó là món hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Mấy người khác thì chị thử thách, còn riêng em chị cũng thử thách luôn. Dạ chị kỳ vậy, luôn em sẽ thử thách. Thôi trời bỏ ơi, thử thách đi. Đây là chương trình mà em. Nếu dạ. mà chị làm trái chương trình là ông ba ông la chị, thấy không? Rồi giờ Thái, Thái hát nửa bài đi. Nửa bài gọi đò đi. Vậy hả? Nhưng mà hát không luôn nha. Đứng cái tướng vậy nè. Đó. Đứng vậy hát hả? Sara, đúng rồi, đứng cái kỳ nè. Đó, hát nửa bài cho chị. Đó, cong cái chân lên nữa. Khó quá chị. Ừ, banh ra vậy nè, đó. Đó. Rồi cái tay để vậy. 2 3 hát. Gọi đò ơi. Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Được cái chị. Được được. Được, chưa, được nửa bài, nửa bài. Trời ơi. Gọi đò ơi cơ. Sao không có ai đưa đò để con đò buồn yêu quạnh bên quê. Chẳng còn ai nhớ mong mình về được cái gì. À, chưa. Được rồi. Thôi đừng làm khó em nữa. Hát cái này khó quá. Bởi vậy chị thương em đó. Dạ. Chị mới bỏ qua cho em vậy. Chúng thôi em muốn xin cái gì? Dạ em xin hủ tiếu và bầu. Trời ơi xin món thôi. Trời ơi cho em hai món đi chị. Nãy đứng khó lắm. Tại vì một món là một người kia còn một người nữa. Nói chung là mấy chị em mình quen nhau. Dạ. Với lại chị cũng mến em lắm. Chị cũng sợ. Nhiều khi đứng hồi nó mệt. Về mất công về giờ nó la nữa. Dạ. Ừ. Thôi rồi. Dạ. Chị cho em nè. Dạ. Đó. Cảm ơn chị nha. Dạ. Xin chào chị ba mưa nắng. Chị ba. Ê, trời đất ơi Linh. Trời dạ, ơi trời ơi chị. Trời em nghe mưa nắng em tưởng ai. Trời ơi trời ơi. Bữa nay là mặt tông hồng nữa. À, chị cũng tông hồng nữa. Trời ơi mình một đội một nhà rồi. Minh ơi. Dạ. Nghe đâu em có mặc áo màu hồng phải không? Dạ đúng màu hồng nhạt rất là thơ mộng. Qua đây làm điền tâm ca màu hồng. Em thân thiện hả? Thân thiện quá. Hai dạ, ơi ba. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời cùng biên nhiệt đới đôi môi em muôn trần cho anh mơ mộng. Thôi chương trình văn nghệ tới đây là hết, thôi đi về chỗ đi. Ôi chị đi về chị, chỗ chị mới kêu em qua chị chơi. Thôi tự nhiên chị nổi lên chị khó tính rồi chị không muốn văn nghệ nữa, đi về đi. Ủa con em tới đây làm gì? À, dạ em nghe nói là chị rất là dễ thương à, và nhất là hôm nay mặc áo màu hồng nữa chắc là mềm mại nữ tính à, em á, thì em đang nấu hai cái món ăn này, chung là còn một thiếu một ít nguyên liệu và em nghe là chị rất là giống như là tốt bụng á chị à. Ai xin cái gì là cho á nên vậy hả? Dạ nên em muốn qua em xin trứng cá. Xin mình xin trứng cá luôn. Dạ. Trời đất ơi rồi xin gì nữa? Tương hột để về chân cá chị. À, trời dạ, ơi. Em chỉ xin hai món đó thôi à. Hai món đó thôi à. Chị thương em quá à. Dễ thương đẹp ghê vậy đó. Dạ em đẹp giống chị mà áo màu hồng mà. Thương lắm. Nhưng mà em thấy chị có luôn nè. Trời chị cho em xin đi. Em phải vượt qua thử thách thì em mới lấy được hai cái món này. Vậy hả chị? Thử thách là gì? Ten. Em phải ăn mỡ cho chị. Em ăn cái này chị hứa với em là chị phải cho em lấy hai món đó về nha. Rồi 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 chị hứa liền. Em ăn cái này hai ngày em không dám ăn cơm á. Vậy hả? Ông sao được cưng? Ngon không? Đó em ăn mỡ em mới thấy nó thú vị cỡ nào. Mỡ kho nữa. Thấy không? Cái tánh của Dương Cẩm Linh là như vậy. Mặc dầu là sợ ăn mỡ, ăn mà cái mặt đau khổ. Thương em quá à. Ngày mai nha, nhớ nha, đem cái bằng qua chị đóng mặt đem lên hội phụ nữ để công nhận em là người phụ nữ kiên cường. Em cảm ơn chị kiên cường vì ăn cục thịt mỡ. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều.